Mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với chương trình Lớp How Ngôi Nhà Chung phiên bản Gặp Lại Thanh Xuân. Và như các bạn khán giả đã thấy, chung quanh tôi đây là các bạn cựu thành viên của Lớp How mùa 17. Và đầu tiên dĩ nhiên là để gợi nhớ lại một chút xíu thì có lẽ mỗi người trong các bạn tự giới thiệu mình với các bạn khán giả đi. Ai sẽ xung phong đầu tiên? Xin chào mọi người, mình là Xuyên Gao. Mình là Phan Trường, Vỗ tay, mọi người vỗ tay, Hôm nay miếng của trường là rất là mặn nhé. Hello, xin chào mọi người, em là Tuyết Nhi. Ngắn gọn. Xin chào tất cả mọi người, mình là Mỹ Lệ, thành viên lớp 2 mùa 17. Rất vui được gặp lại mọi người, và đây là... Hello mọi người, mình là Tâm An, lớp 2 mùa 17 đây, xin chào mọi người. Xin chào mọi người, mình là Dự Lê, mình là thành viên của lớp How mùa 17. Rất vui được gặp lại mọi người. Một khoảng thời gian cũng khá lâu rồi, các bạn mới quay trở lại với chương trình. Thì không biết là giờ tình hình của mỗi người như thế nào rồi? Tình hình tình yêu, tình báo, tình cảm đồ á. Anh cả đi, trước đi. Em thì cũng già thêm 0,5 tuổi nữa. Nhưng mà công việc thì em cũng... có thay đổi một chút công việc, từ nhân viên văn phòng chuyển qua nhân viên ở ngoài văn phòng. Cái trọng tâm câu hỏi á, tình yêu, tình cảm sao ta, cũng đang trong một mối quan hệ tìm hiểu. Ủa sao mọi người kiểu như lạ vậy? Mọi người biết cả rồi à? Mình chưa biết, mình chưa biết. Tìm hiểu người trong lớp hao hay là ở ngoài? Thế rồi nè. Em hỏi kỹ. Em hỏi kỹ quá rồi. Thôi mất công người ta lại nghi ngờ em với anh nữa. Anh với An nữa chứ. Anh khẳng định là cái này không phải là nghi ngờ mà là sự thật đấy. Tức ghê. Đến phần của An rồi. Wow. An bây giờ đang tìm hiểu ai? An giờ sao? Sau chương trình thì mình từ một đứa thất nghiệp mình được có việc làm. Còn về tình cảm thì mình vẫn đang available nha mọi người. Vẫn đang rất available ạ. Là gì đó? Có nghĩa là mình đang rất là open mind, open heart cho mọi người. Yeah, mọi người cứ tới đi. Là gì? Đang mở lòng với mọi người. Sau chương trình thì câu chuyện của cặp đôi thành công như thế nào rồi? Thì mọi người xem tập cuối thì thấy là em với lại Nhân là đi về với nhau. Nhưng mà sau thời gian tìm hiểu thêm á, thì em với Nhân cảm thấy không hợp. Với lại thời gian của hai đứa thì bận lắm, ít gặp nhau được. Ngay cả Nhân cũng ít gặp mọi người trong nhóm nữa. Tại vì Nhân bận học với làm bận làm nhiều. Nên là bây giờ mối quan hệ em với Nhân là bạn bè thôi. Như Dự nói là Dự đang trong một mối quan hệ. Thì nhưng mà vậy thì không biết là cái mối quan hệ ấy họ có ý kiến gì khi mà thấy Dự ở trên truyền hình? Hay là họ đã được xem chưa? Họ chưa biết hay là họ biết rồi? Cũng có xem rồi anh ạ. Và đấy là cái chủ đề mà để chọc quê em. Đấy, Nhi. Dạ, tụi em cũng đang yêu xa nhưng mà một tuần thì chỉ được gọi một lần thôi. Mà không có được call video gì hết nhưng mà cũng ok. Dạ, công việc cũng vậy luôn. Ủa, là trong tình huống như thế nào mà nó ngặt nghèo dữ vậy? Một tuần chỉ gọi điện được một lần mà không được video call nghe. Sao nghe giống như là... Chỉ là gọi điện thoại nói chuyện thôi anh. Sao nghe giống như là nhập ngủ quá vậy? Dạ đúng rồi. À, dạ. Huy đang nhập ngủ. Dạ. Một câu chuyện yêu xa, vậy là cũng là khoảng thời gian khó khăn cho Nhi ấy, ha. Về công việc thì sắp tới thì em sẽ tập trung nhiều hơn vào âm nhạc thay vì đi diễn và đi quay. Còn về tình yêu thì em hơi trẻ con cho nên là thời gian này em sẽ tập trung vào những cái mà em đang theo đuổi hơn, đấy là công việc. Và khi nào mà em cảm thấy em trưởng thành thì em sẽ yêu. Rồi hành trình chưa có lâu cho nên là bây giờ mấy bạn đang vẫn còn nhờ những ký ức đúng không? Dạ. Thôi thì như vậy rồi thì chúng ta cũng vào luôn cái phần gọi là mình mở lại ký ức cũ một chút. Là chiếc hộp ký ức. Thì mình sẽ mở ra và bóc trong này ra những cái ký ức của các bạn mà đã gửi về với chương trình. Và để xem hôm nay chúng ta sẽ được xem những mảnh ký ức nào. Thật ra ký ức ngày đầu gặp gỡ. Có gì đâu căng thẳng à. Ngày đó có ai căng không? Em căng. Em đòi xin về mà chương trình không cho. Chương trình dụ là trai đẹp dữ lắm lên đi. Sao em thấy mấy bạn đẹp quá mà mấy bạn nữ đẹp quá mà em xin về chương trình không cho. Theo em thì chương trình vụ đúng hay vụ sai? Trai có đẹp không? Trai đẹp mà ăn không được, ai cho trời? Làm sao chúng tôi là thức ăn à? Vậy ngày đầu gặp gỡ là An thấy ai đẹp trai nhất? Ai đẹp trai nhất hả? Huy đẹp trai nhất hả? Hèn gì bà này bà nói liền, ai cho An?
Dạ không, không, cái này là ngày đầu tiên mọi người gặp Huy, mọi người rất là ấn tượng với Huy là ngày đó em nhùng rồi đó. Em rén rồi, em bắt đầu em rén rồi. Đúng rồi, em hẹn hò với Huy em cũng ấn tượng với Huy nữa. Đến bây giờ em còn vẫn thích Huy. Đó đúng rồi, cũng được nói nha, cái này biết bằng ra. À, thứ gì giơ tay? Kiểu như là ấn tượng đấy. Đối thủ của em hơi nhiều. Ai yêu Huy giơ tay? Anh vợ anh, mới nói em anh yêu Huy mà. Anh chỉ mến Huy thôi. Thôi nào, bây giờ chúng ta cùng xem lại ký ức ngày đó coi có còn giống như trong ký ức của các bạn không nha. Mời đoạn ký ức ạ. Mong chờ mấy bạn nữ ấy nhỉ. Sợ giờ mình đã bàn là mình nói. Ôi Huy vừa mình nhắc Huy xong Huy luôn kìa. Mình nói gì nó bị cứng lại. Chứ là Huy hoạt bát á, nói nhiều tạo không khí cho mọi người á. Mình sẽ nghĩ là mình sẽ nói theo kiểu như này đến lúc gặp thì. Đúng rồi đó, đúng rồi đó. Vừa vô cái bị thì mình nó khi gặp good ấy. Không, đấy là biểu hiện của mấy ông good boy. Ủa vậy còn bad boy thì sao anh? Bad boy thì đến là thấy là nói thôi. Đó, nói. Đây này là tay như này. Đấy, như vậy là bad boy. Thế là ở đây có ba good boy, ba anh bad boy. Em còn chưa mắc nụ hôn đầu nữa mà em nói vậy. Nhìn cái giao diện của trường là 4 bad boy rồi. Là như vậy. Nhưng mà em là good boy. Hay mời ra. Tức là mọi người đều tìm cho mình một bạn nữ hợp gu rồi đúng không? Em nghĩ là vậy. Không, có bạn. Hoặc là nhiều bạn nữ hợp gu. Nhiều. Bad boy thì chọn một nhưng mà good boy chọn ba đó. Các chàng trai không phải đợi lâu. May quá. Cô gái đòi về ngay ngày đầu tiên nè. Thôi, đến giờ. Thôi nhớ hết rồi. Đến giờ. Đúng trời. Đến. Hello. Chào em. Hello bạn. Chào bạn. Anh lớn tuổi nhất anh giới thiệu đi. Này chưa gì mình nói lớn tuổi nhất à? Ở đây không ai lớn tuổi nhất. Đây rồi, mình bằng nhau. Các chàng trai còn chưa kịp biết tên cô gái đầu tiên thì cô gái thứ hai đã đến. Ai nấy đều nói nhưng mà chỉ có anh chàng ấy hành động nha. Cầm đi nước để tới trước mặt. Trường tinh tế lắm anh. Hello. Hello. Chào bạn. Hai bạn tên gì? Mình tên An. Em tên Minh Thảo. Em 18 tuổi nha. Cho dễ xưng. Vậy em là em 17. Em thấy thấy profile mấy anh rồi. Đừng có mà điêu. Thấy chưa, ông đừng điêu. Mình cũng từng đúng rồi, đúng không? Dấu hiệu của bad boy. Không ba. Cô gái thứ ba mang theo rất nhiều sắc hồng. Tính ra cái vali của em, vali của anh đúng kiểu đó. Bây giờ em nghe cái giọng anh thì em nghe ra là anh ở quê ở đâu. Không, nhưng mà thấy nhìn thấy Nhi là muốn gắn vào trường luôn rồi. Nhìn kiểu hơi nó hợp lắm. Hello bạn. Gumi. Anh là người Bắc đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà em không biết ở đâu thôi. Không, anh ở miền Trung. Ủa, Nghệ An à? Thanh Hóa. Thanh Hóa miền Trung à? Nghe giọng em đoán em ở đâu? Em ở trong tiệm. Ôi ông ơi, thính quá. Trời đất ơi, ủa chị đâu vậy? Ông nghe thù. Lại bảo good boy. Mãi thả thính thảo, xém chút nữa là các chàng trai quên mất cô gái vừa đến. Ở đây thì mình cứ là Hà, mình lớn tuổi nhất đi. Thôi đừng nói tuổi, mình lớn chú tuổi nhất. Chú gì? Quê sẵn bờ đê luôn. Hay là chú? Quê luôn á. Chú rể của đời em. Được, chú đó thì được. Còn cô gái cuối cùng phát lên một vẻ đẹp dịu dàng, vui mạnh mẽ. Trông khác bây giờ hả? Em nhìn trong đó dịu dàng luôn đúng không? Hello bạn. Đến đâu được rồi. Xinh nhở? Gái hôm nay xinh, mùa này xinh. Mình tên là Mỹ Lệ. Thật sự là mình không có muốn khóc đâu nhưng mà mình muốn đổ lệ. Sao nãy quét profile không nhớ ta? Ôi mọi người nghe Nam mới nói gì không? Nam mới nói là chết rồi, nãy giờ mình chọn bạn nào mình không nhớ có nghĩa là giờ mình khác hình lắm đó. Chết rồi. Không nhìn xinh hơn ảnh nhiều. Đúng rồi, xinh hơn ảnh nhiều. Thì đấy, khi ngày đầu tiên gặp gỡ, sau đấy thì sẽ là những cuộc hẹn riêng. Nhưng mà chỉ là một chút vậy thôi mà thấy mà bạn bàn tán nhiều dữ ha. Nó cảm xúc nó dồi dào lắm. Trời ơi, lần đó tụi em hào hứng lắm. Sao mà còn canh từng comment nữa anh, canh từng comment coi là có chê gì không. Tụi em chụp từng cái màn hình luôn. Chụp từng cái luôn, bị chê buồn xỉu, khóc quá trời khóc. Chị em tụi em khóc quá trời đâu ai biết đâu. Ủa là em bị chê cái gì? Đau lắm, đừng nói đau. Và các bạn có thắc mắc đoạn ký ức vừa rồi là của ai không? Trường hả? Trường đúng rồi.
và trường. Tại sao bạn lại chọn cái ký ức đó? À, sở dĩ em chọn cái ký ức đấy là trong ngày đầu gặp mặt ấy, thì vốn dĩ trước đấy em đã rất ít bạn rồi, và khi tham gia chương trình thì em cũng có một cái mong mỏi là sau khi tham gia chương trình thì sẽ có thêm những người bạn. Sở dĩ em không ngồi, em không nói chuyện gì, là em ngồi để em ngắm kỹ từng khuôn mặt của mọi người, và trong đầu sẽ có những hy vọng là sau này khi ra chương trình có thể là những người bạn thân, hoặc là những người ví dụ như mình ra về cùng một cặp này, còn ra về thêm một người này thì sẽ là người mà đi tiếp với mình về những quãng đường sau này. Từ ngày đầu thì sau khi mà nhìn thấy cô gái đầu tiên bước vào ấy thì người quan sát nghĩ gì? Em nói thật là em không để ý chị An, tại vì là cái lúc đầu mà chị An vào ấy thì em không để ý thật, tại vì đấy không phải gu của em. Nhưng mà sau cái thời gian ngày tầm ngày 5, ngày 6 ấy thì em nhận ra là chị em nói chuyện rất là hợp, cho nên là lúc đấy thì có cảm tình. Và sau khi ra chương trình thì đúng là hai chị em hợp lòng chị em thật. Nhưng mà ai tiếp xúc với An thì kiểu cũng có cảm tình mà. Giống như mới vô phòng nữ, bốn bạn nữ á, thì chị vẫn thích nhất là An. Thích nói chuyện với lại kiểu nói chuyện nhiều với An á. Nên là mọi người tiếp xúc An nhiều là mọi người sẽ thích, càng thích tính cách của An á. Và An đã thay đổi rất nhiều từ cái ngày đầu tiên. Dạ. Đúng rồi. Như lúc nãy á, đang xem á thì nghe cái giọng nói là cũng ghê lắm đó, cũng thính dữ lắm á, nghe được từ đâu đâu bên đây nè. Của Nhi. Em hả ta? Ừ, hình như lúc đó là Đào Huy đang thả thính á. Dạ, ý là mới ngày đầu á, em không có nghĩ là Huy như vậy. Huy kiểu như ý là mới, nếu mà em mời Huy đi chơi á là Huy đồng ý, xong Huy nói là vô đó để có gì coi tình hình xong rồi bàn. Ai dè tự nhiên em vô em còn chưa hiểu cái gì đang xảy ra hết, là Huy bắt chụp với mọi người. Là lúc đó em, bởi vì em có nghe là hầu như ai tham gia chương trình xong á thì về là cũng không có bề với nhau được. Lúc đó em nghe em cũng sợ lắm, mà tự nhiên em vô em thấy mọi người xinh quá, xong em thấy Huy cũng bắt chụp với mọi người nhanh quá. Ngày đầu tiên em đi lủi đuổi theo sau, cái em nghe An nói là trời ơi Huy dễ thương quá, xong rồi lệ với Huy ngày đầu cũng hẹn hò, xong rồi Thảo trời anh Huy mà cao một xíu nữa là em thích anh Huy, em lủi đuổi theo sau vậy nè, chết rồi, ba người kia sao đấy. Và ba người con gái kia không hề biết rằng sau lưng mình đang có một người theo dõi. Ây da, mà sau lúc đó ba người chắc là mới vô không nhận ra được là có một người đang kiểu như lạc nhịp, đang đứng lại phía sau theo dõi ba người hả? Không, tại lúc đó là em chỉ nghĩ con bé này nó hiền quá thôi. Không, lúc đấy là em bị Huy làm lu mờ hết rồi anh. Lúc mà tỏ tình á, Huy kiểu như rung lắm anh, kiểu như là trời ơi chết rồi, sao giờ, em còn lại em kêu ok bro, mình tin tưởng bro. Tại nghĩ là tỏ tình với Thảo. Nghĩ là tỏ tình với Thảo, nhưng mà là nghĩ là cặp đôi với Thảo nhưng mà sẽ tỏ thích Nhi. Cho nên đó là kiểu người ta vẫn bị rối anh, cái xong em hỏi là giờ sao, tình cảm sao, Huy kêu 40-60 cứ vậy, cái xong em kêu thôi đi thì cứ nghe theo con tim mình đi. Nói chung là vẫn tin tới ngày cuối cùng. Dạ đúng rồi. Chỉ một cái clip đầu tiên thôi mà nó lòi ra nhiều chuyện ghê ha. Thôi thì bây giờ mình thử đi tới cái đoạn ký ức tiếp theo. Tao có hiểu âm thanh nữa hả? Lạ ha. Đây là một cái sự kiện phải nói là trước giờ chưa xảy ra trong chương trình luôn. Là trước giờ chưa xảy ra. Covid. Covid hả? Mọi người không được đi ra lại. Đúng rồi đó. Nào, mời clip thứ hai. Em chờ kết quả hả bé? Hai vạch rồi. Ơ kìa. Đùa. Cái lúc mà Nhi mà hét thế. Lấy khẩu trang cho bé không? Có khẩu trang trong đó chưa chị? Cái mình khẩu trang nhãn không còn đâu. Đem lấy cho bé nha. Nghe tôi lại ra chị test. Tèo 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 tèo. Run quá. Mấy anh đang đi trước kìa mọi người. Trong tình huống này thì dĩ nhiên là toàn bộ ekip sẽ phải test trước. Xin chào mọi người, mình tên là Trần Vương Anh. Hãy tìm mình ở trên Stick Couple nhé. Sau đó là đến lượt các thành viên. Chưa chọn vô lại né rồi. Hết thở sao bà. Nhanh, tôi chọn tới luôn đâu bà. Đúng rồi, chọn phải tới não ấy. Không, chọn tới não. Huy vừa đi công việc về cũng được test ngay. Việc test nhanh cũng khá nhẹ nhàng, ngoại trừ với một người. Anh ơi, đợi anh rồi. Và đây là gương mặt của những người khi biết. Đâu quá.
là một cái giai đoạn ngắn Covid vậy thôi, nhưng mà các bạn có nhiều kỷ niệm với nhau. Vì cái Covid đó mà chúng ta mới có một màn tỏ tình gọi là trước giờ chưa có. Người trên người dưới. Trong cái rủi có cái xui. À, trong cái xui có cái đen. May. Vẫn đúng giấc quan dự. Nào, thôi chúng ta lại đi tiếp. Đêm tâm sự. Trong bầu không khí này, tất cả đã cùng tâm sự những chuyện hối tiếc nhất trong cuộc đời. Trước nha, em từ bé đến lớn thì em có hai cái điều hối tiếc nhất. Đấy là bỏ lỡ người con gái mình yêu. Thì năm 18 ấy, thì em có yêu một bé dưới lớp. Bé đấy rất là thích em luôn. Hai người kiểu như chung chí hướng này, chung đam mê này, chung sở thích này. Cũng nghĩa là đều thích âm nhạc. Nhưng mà có một cái khác biệt đấy là hồi đấy em rất là nghịch. 3 năm học của em chỉ có đi đánh nhau với em nghịch thôi. Bé đấy lại là hoa khôi của trường, học giỏi này, ở trong đội tuyển học sinh giỏi của trường. Thế là không hiểu tại sao mà hai đứa lại yêu nhau được. Yêu nhau được 2 tháng, kiểu như mọi người thầy cô biết đến ấy. Thầy cô biết là em với bé đi yêu nhau thì kiểu như sẽ có những người không ưa em ấy. Có những bạn không ưa em thì khóc, chuẩn bị khóc, chuẩn bị khóc. Sẽ kiểu nói bóng nói gió là ý có nghĩa là không xứng ấy. Thì đến tai bé đấy và cũng có người nói với bé đấy là à đừng có yêu thằng bé này, đừng có yêu thằng này nó nghịch lắm hay là nó hư lắm ấy, không xứng với mày. Nhưng mà bé đấy vẫn yêu em và vẫn chấp nhận ở bên em. Đợt đấy em kiểu trẻ con mà kiểu như tự ái ấy, với lại muốn tốt cho bé nữa, em cũng suy nghĩ nhiều, thế là em chủ động em chia tay. Thì hôm đấy bé khóc luôn đấy, khóc gọi điện cho em nhưng mà không được. Xong rồi đấy chia tay. Một tháng sau thì bé đấy có người yêu, nhưng mà bé đấy vẫn không biết được là cái lý do em chia tay là gì. Bé vẫn nghĩ là em chia tay là vì em không còn yêu hay là em có người khác. Cái ngày mà em biết bạn ấy có người yêu nhá, ôi đúng cái hôm đấy trời mưa đấy anh. Và bạn bè em kiểu biết bạn bè trêu em ấy, trêu kiểu trêu bạn bè vui ấy. Ui đau lắm anh, đúng cái hôm trời mưa bão luôn. Cuối năm học ấy thì tổng kết cô của em cũng mới nói, kiểu em mới tâm sự với cô ấy. Đấy, thì cô mới nghe được, cô mới hiểu. Cô mới nói bé đấy thì hôm sau bé đấy gặp em và bé đấy khóc. Đấy, kiểu khóc mưa đấy. Xong rồi em bảo là ừ, bây giờ có người yêu rồi thì kết thúc chuyện tình như thế đấy. Thì câu chuyện không dừng ở đấy đâu. Lên đại học thì em học thanh nhạc ở trường em. Trường em là Đại học Văn hóa Thể thao Du lịch. À, đến năm nhất thì em không nói chuyện bé đấy nguyên một năm luôn. Cho đến khi đầu năm học năm 2 vào lúc khai giảng thì em có gặp bé đấy, em cứ kiếm cớ này nọ, em bảo anh bận đấy. Từ đấy, từ cái ngày hôm đấy thì hai đứa bỏ lỡ nhau luôn và không gặp lại. Đến bây giờ. Đến bây giờ. Thì có nghĩa là em không nuối tiếc vì em vẫn còn yêu bé đấy. Nghĩa là em bây giờ bản thân em cảm thấy thấy câu chuyện như một kỷ niệm đẹp luôn và bản thân em không còn yêu bé đấy nữa. Mình chỉ ghét lại nó ở cái vị trí đó thôi. Một cái sự nuối tiếc và cái nỗi đau ấy anh. Đấy, cái tuổi thanh xuân đấy. Bỏ lỡ người con gái mình yêu ấy. Có hai thứ không được bỏ lỡ đấy, chuyến tàu cuối cùng về quê và người con gái mình yêu thứ nhất ấy. Còn câu chuyện thứ hai của em thì mới gần đây thôi. Đấy là đợt Covid này thì mọi người, em ở Sài Gòn nhá. Vào trước khi vào một tháng, hai tháng thì rất là thuận lợi luôn anh. Có nghĩa là game show các thứ về âm nhạc em có và chuẩn bị quay thì dịch, hoãn quay cho đến bây giờ. Có một cái chương trình game show đấy là em đậu casting và em chuẩn bị ghi hình. 2 ngày nữa thôi là ghi hình. Và em tính nếu mà ghi hình ấy thì em sẽ khoe với người đầu tiên là ông em. Tại vì em rất thích được ông em khen và khiến cho ông em tự hào ấy. Tại vì từ bé đến lớn thì ông em luôn khoe với mọi người, kiểu như luôn tin tưởng em và ủng hộ em ấy. Thì chương trình hoãn và em không được diễn nữa thì lúc đấy kiểu buồn ấy, cứ nghĩ trong đầu à hết dịch thì mình sẽ hát và khi nào có clip thì mình sẽ chiếu trên TV thì mình sẽ khoe với ông để cho ông vui, ông mừng, ông khoe với mọi người đấy. Cái lúc mà Huy học diễn viên á, Huy nhận được một cái câu hỏi ai cũng hỏi và gần như nó bị thường xuyên á, là làm diễn viên rồi lên TV chưa? Thì tại vì mình cũng một phần mình cũng là sinh viên. Khoảng thời gian trước mình cũng là sinh viên rồi thôi, rồi mình cũng không phải là có tiếng tăm gì hết, cũng chả ai biết gì đến mình hết. Thì giờ mà kêu để được lên tivi thì đâu ra mơ. Rồi người hỏi tiếp theo là ông nội Huy, sao bật tivi hoài không thấy mày. Trời ơi, đâu biết khi nào lên tivi đâu, đợi. Thì vô tình được quay một cái game về hài
chả diễn chả vui vẻ gì hết, nhưng mà chủ yếu là mình muốn lên tivi vậy. Thì cái bữa mà mình vừa lên xong mình cũng không biết là khi nào nó phát sóng, quên luôn. Thì tự nhiên nhà Huy lại coi đúng cái lúc Huy đang diễn à, thì tự nhiên nhà chụp hình lại à, cái tự nhiên ông nội lại bị ở này cháu tôi nè thì cho tới 2021 là dịch. Nhưng mà tại vì hồi đó giờ Huy sống với ông nội là nhiều à, sống với ông nội từ hồi nhỏ tới bây giờ rồi, thì cái mà làm cho Huy bị tiếc đó là cũng là đúng thương anh Huy đó. Trước tết Huy với em kiểu giống nhau. Ờ, Huy có mâu thuẫn với nhà nội à, tại tính Huy thì cũng không hợp với nhà nội lắm à, Huy nói chuyện dăm ba câu là Huy sẽ bị khó chịu thôi. Tới tết á, tới đêm 30 á, thì Huy có nói với ba mẹ Huy là không, chắc mai con chỉ xuống con chúc tết ông nội thôi rồi con đi à, con không có ở nhà vậy con cũng không muốn gặp mọi người. Sáng thì Huy xuống Huy mừng tuổi ông nội, mừng tuổi ba mẹ, Huy bỏ Huy đi. À, Huy bỏ Huy bỏ thành phố luôn à, Huy đi tỉnh Huy chơi. Thì ông nội mất à, em cũng không nghĩ cái mùng 1 Tết là lần cuối em gặp ông nội à, thì nó cũng nhiều chuyện lắm. Ví dụ như giờ được quay lại thôi à, thì bữa đó mình không bỏ đi để nhiều khi thời gian mình được ở gần nó nhiều hơn xíu. Đúng không? Cái này mình chọn, ok, xảy ra thì mình chịu. Thì lúc mà em về nhà thì ông nội em chưa về, ông nội em đang ở bệnh viện. Rồi em, ông nội em về, những người xung quanh em don't care hết. Em chỉ ngồi đó luôn. Ờ, những cái khoảng thời gian đó em không ăn luôn. Ờ, em cảm thấy là mình sai. Ờ, ngay ngày đó mà em, đúng không? Ngày Tết là ngày để mọi người được về nhà. Ờ, em cũng không nghĩ là ngay mùng 1 mà em lại bỏ nhà em đem đi. Ờ, thì cái lúc đó em cảm thấy em tệ lắm. Ờ, và năm 2021 đối với em quá tệ. Đã có nhiều câu chuyện thầm kín được kể, nhiều giọt nước mắt đã rơi xuống. Thật tiếc là hôm nay đã không có ba bạn là Nhân, Thảo và Huy. Cũng rất là tiếc cho Nhi là bây giờ đang trong cái giai đoạn là mình phải yêu xa ha. Và thật ra chương trình thì cũng có cùng với Nhi chuẩn bị sẵn một cái phần thì mình dành cho Huy, cái người không có mặt được vào hôm nay. Và mong rằng cái phần này thì khi mà phát sóng lên thì Huy bằng một cách nào đó sẽ xem được và sẽ nhận được tình cảm của Nhi cũng như của các bạn dành cho Huy. Xin mời ạ. Ý là hồi đó rất là muốn có một ngày ngoại truyện để có thể quay chung với tất cả mọi người à, nhưng mà cái việc anh nhập ngũ thì nó cũng không có nằm trong cái dự tính của em nhiều. Kiểu chương trình kiểu thời gian chương trình phát sóng thì cũng chỉ có coi một mình, với lại coi với mấy anh chị thì kiểu cũng không có được gặp nhau, cũng không có được nhìn nhau qua cái điện thoại luôn, chỉ có nghe giọng thôi. Thì nhân đây thì cũng cảm ơn người bạn, cảm ơn một người đồng hành với em trong suốt 2 năm 6 tháng. Hôm nay trong lúc ấy là lúc tham gia chương trình á, em muốn là hai đứa có nhiều kỷ niệm hơn với nhau, có những buổi hẹn hò, với lại có những cái ký ức đẹp, nhưng mà hầu như là những buổi hẹn hò của tụi mình chỉ là những cái khó chịu, những cái hờn ghen, hoặc là những buổi để tụi mình bàn chiến lược với nhau, chứ không có một cái buổi hẹn hò chính đáng cho lắm. Nên là em đến cuối chương trình á, em vẫn chưa có một cái lời cảm ơn cũng như là lời xin lỗi đến anh. Hy vọng là anh sẽ xem được tập này và
cảm ơn anh rất là nhiều vì đã đồng hành cùng em trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Happy birthday Dương Công ơi. Giá mà Huy có thể nhìn thấy được những hình ảnh này ha, thì chắc là Huy sẽ có nhiều lời để nói với mọi người nữa. Hello em bé. Giờ cũng đang ở trong đây rồi, cũng trời ơi, nhớ em nhiều lắm, nhưng mà không có được gặp, chỉ được nghe giọng qua điện thoại thôi. Thì thời gian hiện tại thì sự đối với hai đứa thì cũng rất là khó khăn, nhưng mà chỉ mong là dù ở trong đây hay là ở ngoài thì tình cảm mình vẫn như vậy, không có thay đổi gì hết. Và thực sự là anh tin em bé nhiều lắm. Rồi gửi đến anh em thì từ lúc phát sóng đến bây giờ chưa được coi với thành viên lớp hào được tập nào hết trơn á, chỉ được coi lại thôi. Mà coi lại thì nhớ mấy anh em quá trời luôn, nhớ nhiều lắm, hẹn với nhau đi ăn đi uống hoài mà không thực hiện được thôi. Chỉ mong là mấy anh em ở ngoài trước mắt là giữ sức khỏe, với lại dù thời gian như thế nào nữa thì vẫn phải yêu thương nhau như là cái lúc mà mình chơi nha. Hồi nào vậy? Em không biết luôn. Hoàn cảnh này thì đây là những gì tốt nhất mà Huy có thể làm được rồi. Thì ekip cũng xin cảm ơn Huy đã gửi đến đây những cái lời rất là chân thành và cũng rất là nhiều cảm xúc đối với các bạn, và có vẻ như là tất cả các cảm xúc đấy đều đã truyền cho các bạn đúng không? Cũng hơi bất ngờ, xúc động. Chúng ta còn trẻ, thời gian còn dài và chắc chắn là một ngày không xa chúng ta sẽ được chào đón Huy quay trở lại với tất cả chúng ta, và lúc đó thì chúng ta lại đầy đủ 8 người, lại những giây phút gọi là thanh xuân như ngày xưa, đúng như tên chương trình là gặp lại thanh xuân. Chắc chắn rồi. Rất cảm ơn các bạn hôm nay đã đến với chương trình và để lật lại những mảnh ký ức của cái khoảng thời gian tươi đẹp các bạn đã cùng tham gia với chương trình. Có niềm vui, có nỗi buồn, có nụ cười, có nước mắt, có rất là nhiều kỷ niệm cùng nhau. Và chương trình tin rằng tất cả những điều đó tạo nên một cái lát cắt rất là đẹp trong thanh xuân của các bạn. Và sau này các bạn có nhớ lại với nhau, nhớ lại về nhau, cho dù là mỗi người sau này sẽ có một cái chặng đường mình rất là khác nhau, thì hãy nhớ là mỗi người trong tất cả các bạn đều là một cái mảnh thanh xuân của những người còn lại. Xin phép được gửi mấy bạn những phần quà nho nhỏ thôi, một chút kỷ niệm nhỏ về chương trình ngày hôm nay. Xin phép truyền đi giùm anh. Và hẹn gặp lại tại ngôi nhà chung.